Em chào các bác nhé. Hôm nay kênh Phụ Tùng Chế Xe Bán Bánh Phạm Thưởng giới thiệu các bác một bộ 4 bánh các bác nhé. Sau đây thì em giới thiệu từng cái linh kiện cho các bác tham khảo các bác nhé. Và trên cái bộ 4 bánh này, nó đầy đủ cầu này, số này, nhíp này, các linh kiện phụ kiện đầy đủ hết các bác nhé. Vô năng thước lái này, phanh tay phanh chân này, đầy đủ. Sau đây thì em giới thiệu qua cho các bác tham khảo. Và đây là cầu trục trước các bác nhé. Cầu trục trước này gồm thước lái này, bệ lái này, vô năng các bác nhé. Và cầu này là cầu lái đôi các bác nhé. Các bác đều có thể lái bên phải và có thể lái bên trái các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một hộp số tiến lùi các bác nhé. Số tiến lùi nhập nội địa. Và tiếp theo đó là cắt đăng các bác nhé. Tiếp theo là đó là bốn cầm nhíp các bác nhé. Nhíp thì đầy đủ phụ kiện này. Cao su u mặt bích này. U nhất thì bên em đều nhập nguyên bản các bác nhá, dập đột theo khung rồi, nó rất là đẹp. Và bốn khẩu bánh các bác nhá, bốn khẩu bánh 400-12, là răng tâm ốc của nó là ngang 7-10 các bác nhá. Tiếp theo đó là một bộ số phụ các bác nhé. Bộ số này thì nó giúp cho xe tăng tải các bác nhé. Khi các bác lên dốc thì các bác cài số thì nó lên nó khỏe hơn các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một trục cầu nhé các bác nhé. Trục cầu na răng 4 ốc này. Bản của tăng bua của nó là 20 các bác nhé. Và cái độ chịu tải của cái cầu này nó lên đến 1,5 tấn các bác nhé. Các bác xem video thì các bác ủng hộ em một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Bên em giao hàng này thì bên em giao hàng bưu điện các bác nhé. Các bác cứ kiểm tra hàng rất đầy đủ như trên video của em đang quay trực tiếp đây. Thì các bác kiểm tra đúng đủ như trên hình em đang giới thiệu với các bác thì các bác nhận các bác nhé. Bộ bốn bánh này thì nó thuận tiện cho các bác đi uống chè cháo này hay là đi đu đưa lá cành này thì nó rất là ok các bác nhé. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên video các bác nhé. Lời cuối video em chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Các bác hãy like và đăng ký kênh giúp em các bác nhé. Em chào các bác.